Hãy bấm nút đăng ký kênh bên dưới để học lớp 1 cùng Đỗ Minh Nhật nhé. Hôm nay cô dạy các con bài 60. Em, S. Cô mời một bạn nhắc lại tên bài cho cô. Cô mời Gia Bảo nào. Thưa cô là bài 60, N, S. Rồi, cảm ơn con. Các con cùng quan sát lên trên màn hình. Cô có phần âm E kết với âm N. Cô đọc N, N. Cô mời Mạnh Tú nào. Con thưa cô là em. N. Đọc lại nào, Mạnh Tú đọc lại. Con thưa cô là em. Không phải em. Em nhá, E-N-N, chú ý nhá. Rồi cô mời Nhật Nam nào. Con thưa cô là em. Cô mời Thiên An. Con thưa cô là em. Rồi, chú ý Thiên An, chú ý nhá. Con cứ đọc xong bình tĩnh rồi hãng tắt mic. Âm E ghép với âm N, chúng ta sẽ đánh vần. Cô mời một bạn đánh vần giúp cô. Mời Nhật Minh nào. Nhật Minh đánh vần. Và anh của Nhật Minh. N-N. Rồi, tiếp Tú Ly nào. Các thương cô. N-N. Tốt. Cô mời bạn Bảo Minh nào. Con thương cô là N-N. Cô không yêu cầu đọc theo mô hình, con chỉ cần đánh vần bình thường thôi. Em. Rồi, bây giờ mới đọc theo mô hình này. Được chưa? Vâng. Rồi, khi đọc, nhớ nhá, nghe cô nhắc. Khi đọc, các con chú ý nhìn theo mô hình. Em, N, em, mời Sĩ Long. Con thưa cô. Em. Cô mời Sinh Nguyên. Con thưa cô. N-N. Cô mời Quang Minh. Trọng Hiếu đang làm gì đấy? N-N. Ai đâu? Quang Minh không quan tâm cô giáo nói gì cả. N-N. Rồi. Nhớ là khi cô yêu cầu đọc theo mô hình thì con phải lắng nghe nhá. Các con cùng quan sát trên màn hình cho cô biết đây là gì, Trọng Hiếu. Đúng rồi, là xe ben ạ. À, xe ben. Các con có biết xe ben là xe gì không? Và nó được dùng để làm gì? Cô mời Đức Phú nào. Con đưa cô để chở cát. À, chở cát, đúng rồi. Xe ben là loại xe chuyên dùng để chở các loại vật liệu như là cát, đá, sỏi, xi măng, vân vân, hoặc là gạch, đúng không? Xe có một cái thùng riêng ở phía sau và có thể nâng lên để đổ vật liệu xuống cho dễ dàng và nhanh hơn. Các bạn sẽ nhìn lên cô từ mới hôm nay cô muốn giới thiệu, đó là từ xe ben. Đọc lại cho cô, Minh Nhật. Rồi, cô mời Khánh Hà. Con thân cô xe ben. Cho cô biết trong từ xe ben tiếng nào có chứa vần mới, Hoàng Yến. Con thân cô là N ạ. Tiếng nào có chứa vần mới? Tiếng men có vần N ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Tiếng ben có vần N. Cô mời một bạn đánh vần cho cô tiếng ben. Cô mời Phúc Nhân. Con đưa cô là bởi em ben. Rồi, cô mời một bạn phân tích cho cô tiếng ben. Cô mời Đức Khang.
Phân tích đi con. Xe ben. Ben. Phân tích con. Xe chiếc ben. Đấy là từ rồi, phân tích tiếng ben. Phân tiếng tích ben tiếng. Gồm có. Ben gồm có bờ đứng trước, em đứng sau. Rồi. Bờ trước, phần em đứng sau. Cô mời một bạn đọc lại cho cô cả từ nào. Cô mời bạn Xuân Kiên. Cô là xe ben. Mời Nhật Anh. Cô xe ben. Phân tích từ xe ben cho cô. Minh Anh. Phân tích từ. Cô từ xe ben gồm có tiếng xe đứng trước, tiếng ben đứng sau. Rồi chú ý nhá, con đang làm gì đấy, không nghe cô giáo nói gì cả. Cô mời một bạn đọc lại cho cô vần và từ. Cô mời bạn Khánh Chi. Con được cô em xe ben. Rồi cô mời Minh Quân. Con thưa cô là xe ben. Đọc lại. Em xe ben. Rồi mời cả lớp gài cho cô. Em xe ben. Mỗi bạn sẽ có 3 âm e, nên không bạn nào nói là con bị thiếu nhá, bị thiếu chứng tỏ là bạn đấy đánh mất nhá. Em xe ben. Rồi cô khen bạn Hoàng Yến, Gia Bảo, Hoàng Anh, Bảo Ngân. Nhanh lên nào, các bạn gài phải nhanh tay lên chứ. Đúng rồi Ngọc Ly, nhanh lên. Đúng rồi chị Nguyên, nhanh lên nào. Bạn nào chưa gài xong là sẽ không được cộng hoa đâu, bị sẽ bị trừ dần trong tuần nha. Đọc cho cô bài gài của mình Hà Anh. Con thưa cô là em xe ben. Rồi chú ý lần sau con để từ xe ben xuống dòng nhá. Cô mời Huy đọc. Mời cả lớp chỉ tay đọc nào. Minh Thư vẫn chưa chỉ tay. Trang Anh vẫn chưa gài xong, trừ hoa khen của các bạn này. Rồi cô sẽ ghi lại nhá. Rồi mớ con khoanh tay đặt thanh gài xuống. Cứ để nguyên nhá. Lát nữa mình sẽ có sự giống nhau thì mình sẽ để nguyên âm giống. Các con quan sát lên trên màn hình. Cô có âm E, cô ghép với âm tờ. Cô mời một bạn đọc cho cô. Cô mời bạn Bảo Ngân đọc. Cô là S ạ. Đúng rồi, cảm ơn con. Cô mời bạn An Vi đọc. Con thưa cô là S. Rồi, cô cảm ơn con. Cô mời bạn Gia Bảo đọc. Con thưa cô là S. S đó nha. Các con cùng nhìn cho cô. Cô mời một bạn đánh vần cho cô. Mời Tiến Đạt. Con thưa cô E từ S. Đúng rồi. Cô mời các con cùng đánh vần theo mô hình nhá. S E từ S. Cô mời Duy An nào. Cô mời Duy An. Con đứng cô S E ở S. Rồi mời Khánh Linh nào. Con đứng cô S E từ S. Rồi mời Phương Nghi nào. S E từ S.
Đúng rồi, cô cảm ơn con. Các con cùng quan sát trên màn hình và cho cô biết trên màn hình có con vật gì Hoàng Anh? Con thưa cô là con vẹt ạ. À, con vẹt. Các con cùng nhìn. Con vẹt nó có nhiều màu sắc. Màu lông của nó có đẹp không? Màu lông của nó có đẹp không bạn Đức Cường? Có. À. Cô cảm ơn con. Nó có đẹp ạ. Tiếng mới hôm nay cô muốn giới thiệu với các con. Đó là tiếng vẹt. Vẹt là loài chim có màu sắc rất đẹp, nhiều màu sắc khác nhau rất sặc sỡ. Chúng thường ăn một số loại hạt khô như là hạt kê, hạt vừng, lúa gạo. Vẹt có thể đọc được cả tiếng người đấy. Nó có thể nói theo được một vài tiếng ngắn thôi, không nói được câu dài và bắt chước tiếng người. Cô mời một bạn đọc cho cô. Cô mời Trâm Anh. Vẹt. Cô mời Trang Anh. Con cho cô vẹt. Trong tiếng vẹt có chứa vần mới là vần gì Minh Thư? Con cho cô là vần S ạ. À rồi, tiếng vẹt có vần S. Cô mời đánh vần giúp cô Minh Tuấn. Minh Tuấn. Cô là E V S V nặng vậy. Đúng rồi, không được đánh vần vần đằng sau nhá. Khi viết mình sẽ viết nhầm đấy. Cô mời bạn Ngọc Linh. Đánh vần đi con. Con thưa cô là vừa ếch vết nặng vẹt. Phân tích cho cô tiếng vẹt Mạnh Tố. Con thưa cô âm V đứng trước, vần vần S đứng sau. Đức âm E, âm E dấu nặng ở dưới âm E. Khi cô nói phân tích tiếng thì con sẽ nói con thưa cô tiếng vẹt gồm có. Mạnh Tố rõ chưa nhỉ? Vâng. Rồi, đánh vần và đọc trơn cho cô Quốc Lập. Con thưa cô là V em vết nặng vẹt vẹt. V S vết nặng vẹt. V S vết nặng vẹt vẹt. Rồi, cô mời Huyền Nhi. Con thưa cô V S vết nặng vẹt. Đọc trơn. Vẹt. Mời cả lớp gài cho cô S vẹt. Các con lưu ý vần N và vần S giống nhau có âm E, khác nhau có âm N của vần N, âm T của vần S. Nên khi các con gài, các con có thể rút cái vần N và vần S thì chúng ta sẽ rút âm N ra thay bằng âm T. Chúng ta không cần phải cắt đi cho nó mất thời gian nhé. Chú ý, vần mới thì mình để màu đỏ, còn âm thì chúng ta để âm màu xanh, chứ không để tất cả màu đỏ nhé Xuân Kiên. Rồi, rất nhiều bạn gài rất nhanh. Nhưng ngay nào, nhưng ngay nào. Phúc Nhân đang nói chuyện quá không? Mà anh gài hộ à? Phúc Nhân ơi, Phúc Nhân biết làm sao mà viết đẹp mà không được nhiều hoa khen không? Vì đọc chưa nhanh, vừa gài chưa nhanh đấy. Nhanh lên nào, đọc cho cô bài gài của mình Thiên An. Bảo Minh không do à? Con thưa cô, S, vẹt. Bảo Minh đọc bài gài. Con thưa cô là S, vẹt. Mời cả lớp Đức Phú không giơ ạ. Tất cả giơ lên. Sau đó đọc để cô chụp màn hình. Tay chỉ.
đọc to cho bố mẹ nghe. Bạn nào cũng bị rơi thì không gài được nữa rồi. Rồi Minh Anh B bỏ xuống, mời các con bỏ xuống. Cảm ơn các con bỏ xuống nào. Các con cùng quan sát lên trên màn hình. Cô mời một bạn đọc lại cho cô từ và tiếng mới nào. Cô mời Nhật Nam. Cô mời bạn Trọng Hiếu đọc. Con được là xe bên vẹt. Rồi, cảm ơn con. Các con gài cho cô. Cô xin lỗi. Các con cùng quan sát lên trên màn hình. Ở phần 2, xếp trứng vào rổ cho đúng. Thế vậy thì cô có 2 chiếc rổ. Nhiệm vụ của con là ở mỗi chiếc rổ sẽ có một vần mới, vần N và vần S. Nhiệm vụ của con là mình sẽ xếp cho cô những quả trứng này vào rổ. Trên mỗi quả trứng có tiếng chứa vần ở bên rổ nào thì các con sẽ xếp vào rổ đó. Thì các con sẽ nối cho cô vào trong sách bài tập nhé. Trước khi mà mình nối được ở trong sách bài tập thì bây giờ cô và con sẽ cùng đọc đã nhé. Ở trên màn hình cô có 6 quả trứng. Cô mời 6 bạn đọc cho cô nhé. Bạn số 1, Minh Quân, số 2, Hoàng Yến, số 3, An Vi, số 4, Khánh Chi, số 5, Gia Bảo và số 6, Khánh Linh. Cô đọc số nhá. 1. Đinh. Đọc lại. 1. Khinh. 2. Rốn. 3. Số 3 của An Vi đấy. Con thưa cô là đèn. 4. Quát. 5. Hết. 6. Mệt. Rồi, bây giờ mở con cùng quan sát lên trên màn hình này. Xếp trứng. Vừa rồi chúng mình đã đọc tất cả các tiếng ở trên mỗi quả trứng. Vậy bây giờ cô mời cả lớp mở cho cô sách bài tập tiếng Việt. Các con sẽ nối cho cô những quả trứng có chứa vần tương ứng với rổ. Thì quả trứng nào có tiếng chứa vần N, các con nối với rổ vần N. Quả trứng nào có tiếng chứa vần S, các con sẽ nối cho cô với rổ có vần S. Nào, bây giờ bạn nào đã nối xong ở trong sách bài tập rồi, các con giơ bút lên cô xem nào. Giơ bút lên nào. Rồi, rất nhiều bạn xong. Các con cùng quan sát lên trên màn hình. Bây giờ chúng mình sẽ nêu cho cô tiếng chứa vần ở trên mỗi quả trứng và đặt vào rổ bên nào nha. Cô mời Xuân Kiên nào. Cô mời Xuân Kiên. Con thưa cô, rèn. Chờ cô một chút nhé. Mời Xuân Kiên, cô giáo chỉ này, cô sẽ chỉ nhá. N, cô sẽ nối tiếng N ạ. À, nối với rổ, chúng ta sẽ xếp vào cái rổ vần N. Đúng rồi, tiếp. Tiếng quả trứng nào có vần N nữa? Mời Quốc Lập. Con thưa cô là rèn ạ. À, rèn. Còn quả trứng nào nữa? Quốc Lập. Con thưa cô là khen ạ. À, đúng rồi. Chính quả trứng có tiếng khen, có chứa vần N. Tiếng rèn có chứa vần N. Cho cô biết quả trứng nào có chứa vần S.
Mời Minh Tuấn. Con thưa cô là quét ạ. À, quét. Còn gì nữa không hết chưa? Hết. Gì nữa nhỉ? Để to mẹ. Lên ạ. À, hết. Xong rồi mệt. Đúng rồi, rất chính xác. Mình sẽ xếp nó vào rổ có chứa vần vần ép. Thế vậy thì ở trong vở của các con, mình không xếp trong sách bài tập giống cô trên màn hình, mà mình hãy nối nhá. Nối thì mình không nối được thẳng, sẽ nối cong. Chị Nguyễn. Bao nhiêu bạn nối đúng giống như cô ở trên màn hình? Các con giơ tay lên nào. Rồi, để cô chụp lại màn hình xem bạn nào đúng nha. Rồi, cảm ơn tất cả các con. Bỏ tay xuống. Chú ý khi nối nhá, đừng nối nhầm, chúng ta nối chéo. Hôm nay có một bạn dùng thước nối chéo xuyên qua quả cả các cái tiếng khác. Thì hình ra là mình nối như vậy thì nó sẽ bị nhầm nhá. Chúng ta sẽ tránh quả trứng có tiếng, có vần ép ra. Rồi, bây giờ chúng mình cùng vào phần luyện viết tảng con. Mở con khoanh tay. Nhìn cho cô, đọc cho cô nội dung bài tập viết. Mời bạn Trâm Anh. Trâm Anh đọc cho cô nội dung bài viết. Em xe bên ép về. Rồi, cho cô viết tiếng những con chữ nào cao 5 ô ly. Con chữ nào cao 5 ô ly Hoàng Yến? Con thương cô. Chữ bờ ạ. À? Chữ bờ cao 5 ô ly. Con chữ nào cao 3 ô ly? Con chữ nào cao 3 ô ly? Cô mời Trang Anh. Con thưa cô là con chữ tờ ạ. Các con chữ còn lại cao mấy ô ly? Các con chữ còn lại cao 2 ô ly ạ. Cô mời cả lớp lấy xe ben, ép, vẹt. Mời cả lớp chống phấn. Đặt phấn ở bên trên đường kẻ ngang 2 và bên cạnh đường kẻ dọc đậm. Cô giáo viết chữ E. Lưng chữ E tựa vào đường kẻ. Từ điểm dừng bút của E nối sang N. Dừng bút N ở giữa ly trên đường kẻ ngang 2, cô được chữ N. Cách một dòng, cô giáo viết chữ C. Đặt phấn ở bên dưới đường kẻ ngang số 3 và bên cạnh đường kẻ dọc nhạt. Cô giáo viết chữ S. Chú ý từ điểm dừng bút của sờ đưa sang góc ly để nối thắt lại E. Lưng E tựa vào đường kẻ. Dừng bút ở giữa ly. Các con lưu ý khoảng cách từ sờ sang E. Đừng để E dính vào sờ. Lưng E tựa đường kẻ. Sau đó cách nửa ly. Cách nửa ly. Một ô ly. Thêm nửa ô ly nữa là hai ô ly. Cô giáo viết chữ ben. Cô viết đặt bút ở giữa ly trên đường kẻ ngang 2. Cô giáo viết chữ bờ. Chú ý độ rộng chữ bờ nhé. Rất nhiều bạn viết sai. Từ điểm dừng bút của bờ các con vòng xuống dưới nhé. Vòng xuống bên dưới đường kẻ ngang 2. Thắt E, lưng E tựa đường kẻ. E sang N, lưng E tự đường kẻ thì N nằm ở trên đường kẻ. Dừng bút ở giữa ô ly, chú ý nhé. Lưng E tự đường kẻ thì chân N đầu tiên sẽ nằm trên đường kẻ. Cô giáo có N, xe ben. Mời cả lớp viết cho cô. Chú ý khoảng cách từ xe sang ben.
Khánh Hà viết chưa? Giơ thẳng lên nhá, cô nhìn thấy nhiều bạn giơ nghiêng lắm. Rồi, Bảo Ngân có bài viết rất đẹp, cô khen Bảo Ngân. Bảo Ngân viết bảng rất đẹp nhưng mà vở phải cố gắng nhá. Nhật Anh giơ thẳng lên nào, sao cứ nghiêng tay sang một bên ấy. Nghiêng tay sang một bên hình ra cô nhìn không rõ. Chân N của Bảo A và Nhật Anh chưa thẳng lắm. Khoảng cách từ xe, tiếng xe viết rất đẹp rồi. Đức Khang đưa thẳng lên nào. Đức Khang ơi, chói quá cô chả nhìn thấy gì. Rồi, Đức Khang chú ý thắt bờ nhá. Vòng bờ xuống dưới bên dưới hơi sâu một tí nữa. Nét phấn bị gãy sao ấy, nó hơi to. Được rồi, Đức Khang viết được rồi. Đức Khang viết rất giỏi. Một Bảo Minh giơ cao lên. Minh Nhật viết lại chữ bên cách chữ xe quá xa. Bảo Minh giơ cao lên, chữ xe bên cô không nhìn thấy, đưa sát vào màn hình nào. Đưa cao một chút. Bạn ngồi ở đâu đấy hả? Kéo camera thấp xuống xem nào. Rồi, viết được rồi. Quang Minh, cô khen Quang Minh trong bài viết trong Azota ngày hôm nay cô chấm viết rất đẹp. Chú ý Quang Minh, chú ý chữ E này. Nhìn chữ E của cô. Bụng chữ E hơi sang bên đường kẻ. Dọc nhạt này thò sang bên đường kẻ dọc nhạt một chút tiếng xe. Nhưng chữ xe, nhưng mà bạn Quang Minh để chữ xe của Quang Minh hơi bé. Chân E chưa có khe hở. Rồi Sĩ Nguyên. Sĩ Nguyên có bài viết tốt, cô khen Sĩ Nguyên. Nhật Nam chữ xe và chữ B dính nha, gần nhau quá, sai rồi. Khoảng cách là nửa ly, một ly và nửa ly. Chú ý nhá. Khoảng cách ở đây là nửa ly, một ly và nửa ly, tức là hai ô ly đấy. Rồi Thiên An cắt khuyết và viết nên móc. Bây giờ dạo này Thiên An viết chứ chả tiến bộ nhỉ. Nên móc hai đầu của N ấn mạnh ở phần này nên là nó bị gấp khúc ở đây. Ở chân N. Rồi Tú Ly cô phê bình bạn Tú Ly là con gái nhưng mà chưa cẩn thận trong vở viết nha. Vở viết của Tú Ly lúc nào cũng bị bẩn thôi. Đức Phú đưa sát vào màn hình. Hôm nay có cái góc ngồi sáng đấy, đưa xa cao lên. Được cao nữa, không nhìn thấy chữ xe ben đâu cả. Được rồi, chữ E của chữ ben chưa đẹp lắm. Đức Phú hôm nay viết vở chưa đẹp. Rồi, Minh Nhật viết tốt, cô khen Minh Nhật. Nhật Nam viết lại chữ xe ben đi. Khoảng cách từ chữ xe sang chữ ben dính với nhau kìa. Hoàng Yến đưa sát màn hình. Minh Anh nối nét từ bờ sang E, lưng E bị nghiêng rồi, lưng E bị nghiêng, chữ E như kiểu nó sắp đổ ấy. Rồi, Hoàng Yến biết tốt nhưng mà chữ E này chưa đẹp, chữ E trong tiếng xe chưa đẹp. Trọng Hiếu đưa sát màn hình nào. Cô chả nhìn rõ, đưa thẳng lên. Cô chả nhìn rõ gì cả. Rồi Trang Anh mở miệng E và N rộng ra một chút nhá, đừng để dính vào nhá. Tay cô chỉ này. Rồi Sĩ Long viết chữ sờ chưa đẹp. Chữ N ở trên này dừng bút chưa đẹp, chân chữ chưa thẳng. Tự nhiên cái chân này nó bị quặp chân vào. Sĩ Long kiểm tra lại nào. Rồi Phương Nghi viết tốt, Minh Quân viết tốt, Phúc Nhân viết tốt. Phúc Nhân lần sau sửa tên đi nhá, viết sai tên. Rồi An Vi viết tốt, Khánh Chi viết tốt, Gia Bảo viết tốt, chú ý dừng bút. Xuân Kiên đưa sát màn hình mờ quá.
Hoàng Anh viết chữ E hơi bé, chữ bên E hơi bé. Trâm Anh đâu? Trâm Anh đưa lên. Minh Tuấn viết tốt. Minh Thư viết tốt. Trâm Anh dịch sang bên tay trái đi, dịch sang bên mẹ. Khánh Linh viết tốt. Đưa cao lên, Trâm Anh. Cô chả nhìn thấy chữ xe đâu cả. Rồi mở con bỏ bảng xuống nào. Cô chụp lại màn hình rồi mở con bỏ bảng xuống. Huyền Nhi viết tốt. Huyền Nhi viết tốt nhưng mà chụp ảnh không biết chụp nhá. Toàn chụp mấy thôi. Cũng đặt phấn ở bên trên đường kẻ ngang đậm và bên cạnh đường kẻ dọc đậm. Cô giáo đưa vào góc ly. Cô viết chữ E. Từ điểm dừng bút của E, cô nối nét sang giữa ly sang tờ. Lúc này tờ nằm ở giữa ly, dừng bút ở giữa ly. Chú ý hạ chân tờ thật thẳng. Có một số bạn chưa kịp hạ chân tờ đã hất lên rồi. Sau khi dừng bút ở giữa ly, đánh cho cô nét ngang. Rất nhiều bạn đang viết cái gì đấy. Xuống dòng, cách một dòng, cô đặt phấn ở trên đường kẻ dọc nhạt, cô viết chữ V. Từ điểm dừng bút của V vòng xuống bên dưới đường kẻ ngang 2, nối thắt sang E. Từ điểm dừng bút của E, đưa nối nét sang tờ. Tờ nằm giữa ly, dừng bút ở giữa ly, đánh nét ngang tờ và đánh dấu nặng bên dưới E. Chú ý này, dấu nặng các con viết nhẹ thôi, không ấn mạnh, không xoáy tay. Mớ con viết cho cô S vẹt. Đức Khang giơ lên. Rồi, chữ tò của Đức Khang chưa thẳng lắm. Nhật Anh giơ thẳng lên nào. Rồi, chữ tò của Nhật Anh cũng chưa thẳng lắm, hơi nghiêng. Tức là chữ tò khi nằm ở giữa ly thì rất khó viết. Trâm Anh ơi, đừng thò mặt ra, con đưa hẳn cái bảng trước mặt đi, giơ cao lên. Giơ sát màn hình cao nữa lên. Cao lên, cả hai tay giơ chứ không cầm ở trên như thế. Hai tay giơ xuống bên dưới. Là hai tay đâu, hai tay cầm dưới bảng. Đưa sang phía bên mẹ đi. Rồi, Trâm Anh chú ý nha, chữ tờ của con này, chữ tờ phải nằm giữa ô ly. Phải nằm giữa ô ly, nó hơi đổ về phía bên tay trái một chút, nó hơi nghiêng. Nếu mà mình viết thẳng thì sẽ không phát hiện ra là viết sai, nó nghiêng, nó bị nghiêng một tí nha. Rồi, cô thấy, rồi, Trâm Anh bỏ xuống nào. Bài viết của Khánh Chi rất đẹp. Rồi, bài viết của Gia Bảo chữ E. Chữ E chưa đẹp. Bảo Ngân có bài viết rất đẹp. Rồi, Phúc Nhân viết tốt. Rồi, Minh Tuấn viết tốt. Hoàng Anh chữ tờ bị dính vào đường kẻ rồi. Mạnh Tú hạ chân chữ tờ xuống đường kẻ ngang đậm đi. Như là cô nhìn thấy nó chưa xuống. Chữ E của Mạnh Tú chưa đẹp. Chữ E trên ở dưới, chữ to chữ bé. Quốc Lập đưa sát màn hình lại vị trí, mình khoanh tay cho cô nào. Chúng mình cùng quan sát lên trên màn hình cho cô biết bức tranh vẽ gì đây. Bức tranh vẽ gì, Thảo My? Con thương cô là bố của bạn Nhi là bạn Nhi. Bạn gì nhỉ? Bạn gì? Bạn tên là gì nhỉ? Bạn ấy tên là bạn Nhi. À, bạn Vi. À, rồi, tức là bạn đã biết được tên của bạn nhỏ trong câu chuyện này rồi đấy. Thế vậy hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu qua bài tập đọc Phố Lò Rèn. Mớ con cùng quan sát lên trên màn hình. Phố Lò Rèn, nhà Bi ở phố Lò Rèn. Xưa kia cả phố làm nghề rèn, giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Giữa phố xá, nhà cửa san sát,
mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê, búa đập chan chát, bể thổ phì phò, lửa than khét lẹt. Các con tìm cho cô tiếng trong bài chứa vần en. Tìm cho cô tiếng trong bài chứa vần en. Cô mời Sĩ Long nào. Tiếng rèn có vần em ạ. Trong tên bài phố lò rèn, tiếng rèn có vần em. Ngoài ra còn có tiếng nào chứa vần em nữa không? Con thưa cô là hết rồi ạ. Hết rồi, đúng rồi, bạn rất là giỏi đấy. Vậy bây giờ cô mời một bạn tìm cho cô tiếng chứa vần S. Cô mời Tú Ly nào. Con thương cô là tiếng chế. Tiếng khét có vần S. Còn tiếng gì nữa không? Còn tiếng gì nữa không nhỉ? Mời Khánh Hà nào. Cô tiếng lẹt ạ. Tiếng lẹt, tiếng khét, tiếng lẹt. Cả hai tiếng này gộp lại thành một từ, khét lẹt. Rồi, cô cảm ơn các con. Bây giờ chúng mình cùng vào luyện đọc từ nhé. Chúng mình cùng đọc cho cô. Trên màn hình. Cô có 6 tiếng. Cô mời 6 bạn nào. Cô mời số 1 Duy An, số 2 Đức Phú, số 3 Minh Nhật, số 4 Minh Anh, số 5 Sĩ Nguyên và số 6 là Đức Khang. Mời con đọc bài. Lò rèn. Con 2, 3, 4, 5, 6. Đức Khang tắt mic. Vì Đức Khang nói to lắm. Bao giờ đến lượt con thì con hẵng bật. Mời bạn Đức Phú đọc lại nào. Đọc lại chưa? Răm nhà. Phì phò. Kết lệt. Rồi. Từ chan chát của bạn Minh Anh cô nghe không rõ. Chú ý nhá. Lần sau con bật mic con đọc to rõ ràng rồi hãng tắt nhá. Rồi cô mời 6 bạn khác nào. Cô mời số 1 Hoàng Anh, số 2 Hoàng Anh bị mất mạng rồi. Cô mời số 1 Trâm Anh, số 2 Trang Anh, số 3 Minh Thư, số 4 Minh Tuấn. Số 5 là Hà Anh và số 6 là Huyền Nhi. Con thưa cô lò rèn. Dăm nhà. Minh Thư đọc lại đi con. Cô chả nghe gì cả. Minh Thư. Minh Thư đọc bài nào. Minh Thư đọc bài nào. Minh Thư đọc nào. Cô chả nghe gì cả. Minh Thư. Con rồi. Em phép. Huyền Nhi đọc lại. Chém. Ánh Vân. Khờ. E tờ S. Khờ. E tờ S. E tờ S. Khờ S khét sắc khét. L. Ít lết lặng lẹt. Hết lẹt. Rồi. Các con cùng nhìn cho cô. Trong phần từ này có từ dăm nhà. Các con ạ, dăm nhà tức là số lượng không nhiều, không ít
khoảng trên dưới 5 hoặc 3 4 nhà, người ta gọi là dăm nhà, tức là ít, đúng không? Nhà cửa san sát. Cô sẽ đưa hình ảnh cho các con cùng quan sát. Đây là hình ảnh nhà cửa san sát, là rất nhiều nhà liền nhau, không có nhiều khe hở, có vẻ như là rất là chật hẹp thì người ta gọi là san sát. Chúng mình cùng vào phần luyện đọc câu, cho cô biết trong bài tập đọc gồm có mấy câu. Bài tập đọc gồm có mấy câu, Quang Minh? Con thưa cô là 8 câu. À, 8 câu. Cô mời một bạn khác nhận xét nào. Cô mời Hoàng Anh nào. Cô mời con Hoàng Anh. Con thưa cô là 8 câu. Cũng 8 câu. Rồi. Ai có ý kiến khác không? Cô mời bạn Gia Bảo nào. Con thưa cô là 7 câu ạ. À, có 7 câu. Còn ai có ý kiến khác không? Minh Tuấn nào? Con thưa cô là 7 câu. À, vậy thì xem bạn nào sẽ là bạn trả lời đúng nhá. Các con cùng nhìn lên trên màn hình. Cô đổi màu các câu. Và trên màn hình cô đếm được 7 câu. Rồi, vậy các con chú ý khi lần sau chúng ta đếm chúng ta cẩn thận nhá. Khi đọc thì các con sẽ ngắt hơi ở dấu phẩy, nghỉ hơi ở dấu chấm. Ngoài ra có những câu dài như câu số 4 rất dài. Các con chú ý này, ở câu 4 chúng ta sẽ ngắt hơi thành nhiều lần. Ở đây cô có gạch. Bạn nào mà không nhớ câu này, các con có thể lấy bút chì gạch vào trong sách giáo khoa. Giữa phố xá, gạch chéo, nhà cửa san sát, gạch chéo, mà lò rèn đỏ lửa, gạch chéo, như ở chợ quê. Chúng ta sẽ đọc như sau. Giữa phố xá, nhà cửa san sát, mà lò rèn đỏ lửa, như ở chợ quê. Các con có thể gạch vào trong sách giáo khoa nhé, để mình nhớ. Lát nữa cô sẽ làm mất ví dụ này đi, thì các con sẽ không biết là mình sẽ ngắt nghỉ ở đâu. Đọc cho cô câu số 1. Mời Minh Nhật. Mời Minh Nhật. Rồi, đọc nhanh một tí nhé. Nhà Bi ở phố Lò Rèn. Rồi, câu số 2. Đọc cho cô câu số 2. Bảo Minh đọc. Con thương cô là xưa kia cả phố là nghề rèn. Cô rất khen là bạn đọc rất to, nhưng con có thể đọc nhỏ hơn và bình tĩnh hơn. Con khoanh tay thẳng lên à, thì nó sẽ không bị mệt nhá. Nếu như bây giờ cô chỉ cho con đọc cả bài là sẽ hơi mệt, sẽ không lấy hơi được. Con đọc lại nào. Xưa kia cả phố làm nghề rèn. Không kéo dài làm. Xưa kia, có thể ngắt hơi ở đây cũng được. Hoặc con có thể đọc liền luôn là xưa kia cả phố làm nghề rèn. Xưa kia cả luôn, cả phố làm nghề rèn. Đọc lại nào. Xưa kia cả phố làm nghề rèn. Không phải kia kéo dài, chú ý nhá. Rồi, cô mời bạn đọc lại cho cô câu số, đọc cho cô câu số 3. Câu số 3. Rồi, rất nhiều bạn giơ tay. Cô mời Nhật Nam đọc câu số 3. Con thưa cô là giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Đọc lại cho cô dăm nhà. Dăm nhà. Dăm nhà. Dăm nhà. Tức là có ít đúng không? Dăm nhà. Dăm nhà. Đọc lại nào. Giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Rồi. Bạn khác đọc lại cho cô câu này. Cô mời Gia Bảo đọc.
Con thưa cô là dù chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Rồi, cô cảm ơn con. Đọc cho cô câu số 4. Câu số 4 các con chú ý quan sát và ngắt hơi nhé. Đọc cho cô câu số 4. Cô mời Đức Cường. Con thưa cô là chữ phố xá, nhà cửa san sát, mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Đúng rồi, mà lò rèn đỏ lửa xuống dòng, có thể có những bạn sẽ dừng lại đây, nhưng bạn Đức Cường bạn đọc liền luôn, mà lò rèn đỏ lửa luôn, đúng không? Rồi, chú ý giữa nhé. Lúc con đọc cô nghe chữ tiếng giữa không rõ lắm. Cô mời một bạn khác đọc lại cho cô câu số 4 này nào. Cô mời Nhật Anh. Giữa phố xã, nhà cửa san sát, mà lò rèn lửa đỏ lửa như ở chợ quê. Rồi, chú ý này, giữa phố xá, không phải xã nha. Rồi, đọc cho cô câu số 5. Đọc cho cô câu số 5. Cô mời bạn Hoàng Yến nào. Văn chung cô muối đập chan chát. Búa đập chan chát. Rồi, chú ý nhá. Câu 6, cô mời bạn Mạnh Tú đọc câu 6. Con thưa cô là bệ thợ phò phì phò. Đọc lại này, bệ thợ phì phò. Bể phở phì phò. Rồi, cô mời bạn khác đọc lại. Mời Quang Minh đọc. Đọc lại câu số 5. Câu số 6 của bạn. Con thưa cô bể thở phì phò. Rồi, cô cảm ơn con. Mạng kém quá. Các con có biết bể là gì không? Không ạ. À, đó là một dụng cụ ống thụt hơi vào lò cho lửa cháy, giống như là khi đun bếp lửa mình thì cần có quạt thổi ấy. À, đây là một cái công cụ của thợ rèn, thợ kim hoàn dùng để nén hơi thổi vào lò cho than cháy nhanh, tạo nhiệt độ cao để nung kim loại. Nên đây gọi là bể thở phì phò, nó giống như là cái quạt ấy, để thổi vào cho lửa cháy to hơn. Đọc cho cô câu số 7. Đọc cho cô câu số 7. Mời Tiến Đạt. Con thưa cô, lửa than khét lẹt. Sao đọc ấp úng thế, mọi khi đọc hay lắm mà. Đọc lại nào. Lửa than khét lẹt. Rồi, đọc nối tiếp cho cô, mỗi bạn đọc một câu. Câu số 1, Xuân Kiên, số 2, Bảo Ngân, số 3, Minh Quân, số 4, Khánh Chi, số 5, Trang Anh và số 6, Hoàng Anh, số 7, Trâm Anh. Nhà bi ở phố Lò Rèn. Đọc tên đề bài nào. Phố Lò Rèn, nhà bi ở phố Lò Rèn, chưa cả phố làm nghề rèn, chỉ có dám nhận nhà giữ nhà cũ. Ừ. Giờ chỉ có dám nhà giữ nhà cũ. Ừ. Giữa phố xá, nhà cửa san sát, mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Búa đập chan chát. Bể thở phì phò. Phì phò. Lửa than khét lẹt. Rồi, phê bình Khánh Chi nhá, hình như về nhà đọc bài ít. Bạn Hoàng Anh lần nào đọc cũng ấp úng thế. Lần sau con nhớ con ở câu số 6 rồi.
Các bạn đang đọc ở câu số 1, số 2, số 3 thì Hoàng Anh chú ý là mình sẽ đọc thầm câu của mình trước đi. Thì mình sẽ không bị ấp úng nữa. Đọc hai lần bễ đúng không? Bễ, bễ, đúng không? Bễ thở phi phò. Rồi. Một bạn nữa đó là bạn Minh Quân. Minh Quân ngọng quá. Minh Quân ngọng quá nhá. Giờ chỉ có dăm nhà, giữ nghề cũ. Minh Quân về nhà phải đọc đi đọc lại nhiều lần, còn đọc sai tiếng đấy. Minh Quân nghe rõ chưa? Vâng. Rồi, các bạn khác thì đọc tương đối ổn rồi. Bây giờ đọc nối tiếp lại cho cô 7 câu để cô kiểm tra tiếp nào. Kiểm tra xem những bạn nào đọc chưa tốt nào. Rồi, số 1 Thiên An, số 2 Nhật Minh, số 3 Tú Ly, số 4 Bảo Minh, số 5 Minh Nhật, số 6 là Mạnh Tú. Số 7 là Minh Tuấn. Phố Lò Rèn. Nhà bi ở phố Lò Rèn. Xưa kia cả phố làm nghề rèn, giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Giữa phố xá, nhà cửa san sát, mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Bề thợ phì phò. Lửa than kết lẹt. Rồi, bể nha, không phải bế. Rồi, cô cảm ơn các con. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang phần đọc đoạn nhé. Cô chia bài làm hai đoạn. Bây giờ đọc cho cô đoạn số 1. Đọc cho cô đoạn số 1. Cô mời Khánh Hà đọc đoạn số 1. Mời Khánh Hà đọc đoạn số 1. Khánh Hà đi đâu vậy? Rồi, Khánh Hà đi đâu rồi? Rồi, đường truyền mạng kém quá. Cô mời Hà Anh đọc cho cô đoạn số 1. Con chào cô. Phố Lò Rèn. Nhà đi ở phố Lò Rèn. Xưa kia cả phố làm nghề rèn, giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Rồi, vẫn hơi đáp ứng một chút, có cố gắng rồi. Đọc cho cô đoạn số 2, Trọng Hiếu. Con thưa cô là giữa phố xá nhà cửa san sát, mà lò rèn đỏ như lửa như ở chợ quê. Búa đập chan chát, bể thở phì phò, lửa than khét lẹt. Chú ý cho cô nha, đọc vẫn âm ống lắm. Ở câu số 4, các con chú ý ngắt nha, cô lại vừa ngắt lại rồi. Cô mời một bạn đọc giúp cô đoạn số 2 nào. Đọc giúp cô đoạn số 2. Mời Phương Nghi. Ốc phố xa xá, nhà cửa san sát, mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Búa đập chan chát, đừng có nói thôi anh ạ, để
thở phi phò, đợi than khét lè. Rồi, đọc sai nhiều quá. Đọc nối tiếp cho cô, mỗi bạn đọc một đoạn. Đoạn số 1. Đoạn số 1 Bảo Ngân. Cho cô là phố lò rèn. Ngọc Linh. Nhà đi ở phố lò rèn chỉ có cả con đấy. Như cả phố là người rèn thì chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Giữa phố xá, nhà cửa san sát, mỏ rèn đỏ được như ở chợ quê. Búa đập chan chát, bể thở phì phò, lửa than khét lẹt. Rồi đọc cho cô cả bài tập đọc này nào. Đọc cho cô cả bài. Rồi xem bạn nào đọc giỏi nào. Rồi mời bạn Tào Bảo Minh xem nào. Con thưa cô là phố lò rèn, nhà đi ở phố lò rèn, xưa kia cả phố làm nghề rèn, giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Giữa phố xá, nhà cửa san sát, mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Búa đập chan chát, bể thở phì phò, lửa than khen lẹt, khét lẹt. Khét lẹt. Bể thở phì phò đọc liền luôn. Sao con cứ bể xong mãi mới đọc lửa, xong mãi mới đọc tiếng đằng sau thế? Chú ý nhá, mời Minh Anh đọc. Cô mời Minh Anh. Con tên cô là phố Lan Rèn, nhà đi ở phố Lan Rèn, xưa kia cả phố làm nghề rèn, giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Giữa phố xá, nhà cửa san sát, mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Búa đập than chát, bể thở phì phò, lửa than khen khét lẹt. Lẹt rồi nhá, phanh cho cô. Và chân vào trong sách giáo khoa ấy, là những tiếng từ nào mà con hay đọc sai, ví dụ như bể hoặc là khét lẹt, mình sẽ gạch chân lại. Về nhà đọc đến cái những cái tiếng đấy là không sai nữa nha. Được chưa nhỉ? Rồi, các con cùng quan sát lên trên màn hình. Phần hỏi chấm. Ý nào đúng? A. Giờ thì cả phố làm nghề rèn. B. Lò rèn ở phố đỏ lửa như ở chợ quê. Các con sẽ hoàn thành cho cô vào trong sách bài tập nhé. Xem ý nào đúng. Vì vậy theo con. Bạn nào hoàn thành xong các con chấm bút lên. Đức Phú đang quay cuồng. Trời ơi, đang làm gì mà nhảy nhô lung tung như vậy. Đức Phú lấy sách bài tập ra hoàn thành đi, nhanh lên. Mời Tú Ly nào. Theo con thì ý nào là ý đúng? Con là A. A là đúng. Rồi. Giờ thì cả phố đã làm nghề rèn. Nhận xét cho cô bạn trả lời đúng chưa? Mời Khánh Chi nào. Con đưa cô là chưa. Vì sao bạn lại trả lời chưa đúng nhỉ? Giờ cả phố có làm nghề rèn không? Không ạ. Thế theo con thì bây giờ cả phố
như nào? Lò rèn ở phố. Câu B đúng ạ. À, câu B thì đúng, còn câu A chưa đúng đúng không? Rồi các bạn, khi cô hỏi là vì sao mà câu A lại sai thì các con sẽ nhìn vào trong sách giáo khoa phần bài đọc. Các con sẽ thấy rằng xưa kia thì cả phố làm nghề rèn, giờ chỉ có rong nhà thôi, nhưng mà bây giờ thì chỉ có rất ít nhà làm nghề rèn. Thế nhưng người ta lại nói rằng giờ thì cả phố làm nghề rèn. Là vậy là sai đúng không? Phải biết là như nào là sai, như nào đúng nhá. Đúng vì sao đúng không? Lò rèn ở phố đỏ lửa như ở chợ quê. Vậy là đáp án B là đáp án đúng. Ở trong sách giáo khoa, giữa phố xá nhà cửa san sát mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Nên là mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án B. Nhớ nhá, khi mà cô hỏi vì sao các con cũng vẫn phải trả lời được. Vậy là cô vừa dạy các con bài tập đọc phố lò rèn. Các con lưu ý, về nhà chúng mình lại tiếp tục luyện đọc lại nhá. Bạn nào đọc tốt rồi thì mình sẽ đọc luyện đọc hay, đọc đúng, ngắt nghỉ đúng. Cái câu số 4 là cái câu khá dài và rất nhiều bạn đọc ngắt nghỉ chưa đúng. Các con sẽ lấy bút chì gạch vào trong sách giáo khoa để mỗi một lần đọc là mình nhớ ra à chỗ này mình phải ngắt lại để mình đọc được câu 4 hay hơn và đúng hơn. Và về nhà sẽ chuẩn bị cho các bạn. Chào cô. Chào cô. Chào các bạn. Hãy bấm nút đăng ký kênh bên dưới và bật chuông thông báo để là người đầu tiên nhận được video mới nhất tiếp theo nhé.